Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao cựu bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị bị tố cáo vi phạm xây dựng đằng sau những thế lực chống lưng. Đêm ngày 12 tháng 9, chung cư mini 9 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bốc cháy dữ dội, khiến 56 người chết, 37 người bị thương. Sau vụ cháy, theo tờ báo Việt Nam Express, ông Đặng Hồng Thái, cựu phó chủ tịch quận Thanh Xuân, người ký giấy phép xây dựng cho chung cư mini kể trên, cho biết ông từng ký quyết định xử phạt cưỡng chế công trình vi phạm đối với chung cư này và giao cho phường Khương Đình thực hiện. Còn tiếp theo thế nào thì tôi không biết. Đó có lẽ là cách chối bỏ trách nhiệm của ông Thái. Theo giấy phép xây dựng của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, cấp vào ngày 10 tháng 3 năm 2015, công trình chung cư mini này vốn chỉ được phép xây dựng ở riêng lẻ 6 tầng. Diện tích xây dựng tầng 1 là 167m². Tuy nhiên, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở 6 tầng thành chung cư mini 9 tầng, cộng thêm một tầng thượng, rồi chia thành 45 căn hộ để mà bán đi. Nguyên bí thư Hà Nội, nhiều công trình vi phạm có thế lực chống lưng. Được biết, nhờ vụ cháy chung cư này, cư dân mạng xã hội mới nhớ ra việc ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Thành ủy Hà Nội, đã quên vào năm 2013, ông đã từng báo cáo Quốc hội rằng Hà Nội đã đặt mua máy bay trực thăng cứu hỏa. Song đến nay đã tròn 10 năm, người Hà Nội vẫn không biết dự án đó đang nằm ở phương trời nào. Phải chăng do bị nhắc tên nên đột nhiên ông Phạm Quang Nghị xuất hiện với phát biểu những công trình xây dựng vi phạm là có trúng lừng. Cụ thể, báo Tuổi Trẻ cho biết, tại hội nghị ấy lấy ý kiến của các cán bộ nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Vào ngày 18 tháng 9, ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Hà Nội, từ năm 2006 đến năm 2016 cho rằng không chỉ có tòa chung cư mini bị cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xây vượt tầng so với giấy phép xây dựng, mà còn rất nhiều công trình xây dựng khác xây vượt tầng và vi phạm, mà đằng sau là những thế lực chống lưng. Theo ông Nghị tiết lộ, thực tế có công trình vi phạm bị lập biên bản xử phạt, song lại cho tồn tại. Chủ đầu tư mong được phạt để hợp thức hóa vi phạm vì lợi nhuận từ sai phạm lớn hơn tiền xử phạt rất nhiều lần. Do vậy, khi bị xử lý, chính quyền không chỉ đương đầu với chủ công trình, mà còn cả với thế lực chống lưng đó. Thành phố cần nghiêm khắc xử lý trách nhiệm cán bộ trong việc để cho công trình vi phạm tồn tại. Nếu cấp dưới vi phạm mà không bị xử lý thì cấp trên phải bị xem xét. Ông Nghị đã nói như vậy. Hiện trường vụ cháy chung cư mini khiến cho 56 người thiệt mạng tại quận Thanh Xuân. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2015, cũng cho rằng cơ chế chính sách chưa quy định rõ ràng, chưa định nghĩa thế nào là chung cư mini. Do vậy, phải bổ sung để khắc phục việc biến tấu nhà ở riêng lẻ thành chỗ trọ, tạo tiềm ẩn rủi ro. Cơ quan Quản lý Điện lực Hà Nội cho biết, hiện nay ở thủ đô có ước chừng hơn 2.000 chung cư mini đang hoạt động chui. Nghĩa là nộp phạt để cho tồn tại. Vậy số tiền phong bì của các chủ đầu tư chung cư mini đã đút lót có thể lên tới vài ngàn tỷ đồng. Đã chạy vào túi ai thì ai cũng biết. Giới quan sát và dư luận xã hội cho rằng phát biểu của ông Phạm Quang Nghị có thể sẽ khiến lãnh đạo Hà Nội hiện nay cảm thấy lạnh gáy. Khi cựu bí thư Thành ủy khẳng định rằng việc cán bộ quản lý, cán bộ địa phương phạt rồi cho tồn tại là hình thức đồng phạm tiếp tay một cách hợp pháp với sai phạm, nên cần phải xem xét, làm rõ trách nhiệm. Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini bị cháy làm 56 người tử vong. Phải chăng đây cũng là cách để Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thị Thảo chối bỏ trách nhiệm để đổ tội cho lãnh đạo thủ đô thời sau, có nghĩa là Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành ủy và Trần Sĩ Thanh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn hai ông cựu chủ tịch là Nguyễn Đức Chung và Trung Ngọc Anh thì đã ngồi tù, chẳng biết ngày nào có thể hết án. Do đó, vụ việc cháy nhà lòi ra mặt chuột các chủ chung cư mini và các công chức quản lý ở cấp địa bàn chắc chắn đã phạm tội. Các chủ chung cư mini phạm tội cơi nới sai giấy phép, biến nhà ở riêng lẻ thành chung cư mini, kinh doanh mà không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Còn công chức các cấp đã ký giấy phép xây dựng, công chức quản lý trật tự đô thị cũng như quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy. Tại sao chưa thấy đưa ra xử lý đây? Hiện chỉ mới thích khởi tố bắt tạm giam một mình chủ chung cư,
thì bao giờ mới xử lý tới các quan chức chống lưng ông này? Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao cựu bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị tố cáo vi phạm xây dựng đằng sau là những thế lực chống lưng? Vì sao kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn là điểm sáng của kinh tế toàn cầu? Nền kinh tế Việt Nam đang đối diện rất nhiều thách thức, nhiều khó khăn đang bủa vây doanh nghiệp. Đó là nhận định của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khi chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng 7 năm 2023, sáng ngày 5 tháng 8. Phát biểu tại phiên họp, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Theo đó, có những thách thức từ bên ngoài tác động đến Việt Nam. Đáng chú ý, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chỉ ra nguy cơ xuất hiện một số rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực toàn cầu khi Nga, Ấn Độ ngừng xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Điều này dẫn tới ảnh hưởng đến nguồn cung gạo trên thế giới. Đồng thời, nguồn cung dầu thô tiếp tục bị thu hẹp, đẩy giá dầu thô tăng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Việt Nam. Ông Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam Phạm Minh Chính đang chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 vừa qua. Cũng theo ông Thủ tướng nói rằng, trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi chính phủ cũng chỉ ra việc xuất khẩu giảm chủ yếu do tiếp cận tín dụng khó. Kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra những đánh giá và nhận định trên vào thời điểm đầu tháng 8 năm 2023 khác với đánh giá của chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Thanh, được nhiều báo trong nước dẫn lời khi nói rằng Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của thế giới. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 17 tháng 9 cho biết chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh đưa ra phát ngôn nêu trên căn cứ vào các yếu tố như trong 8 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát khi chỉ tăng 3,1%, trong khi nền kinh tế lớn đang đối diện lạm phát cao. Phát biểu của ông Vũ Hồng Thanh có thể dựa vào những diễn biến mới nhất. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2023, theo tờ báo Việt Nam Economy dẫn ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, với hơn 30 năm trải nghiệm qua các cải cách diễn biến thăng trầm của kinh tế Việt Nam, tôi thấy đây là thời điểm khó khăn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Những đánh giá chưa sát với thực tiễn sẽ khiến chúng ta vui mừng trước ánh sáng như con đom đóm rồi sẽ tắt mất. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Việt Nam không nên hy vọng tư nhân sẽ đầu tư kinh doanh bởi lý do họ không có động lực, không có cơ chế khuyến khích, tinh thần kinh doanh rất ảm đạm. Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam. Theo giới quan sát, thực trạng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay rõ ràng nhất, biểu hiện rõ nét có hàng loạt các nhà máy ở khu vực phía Nam đang tiến hành sa thải hàng loạt công nhân do thiếu đơn hàng gia công từ nước ngoài. Tờ báo Việt Nam Express vào trung tuần tháng 8 năm 2023 đưa tin, nhà máy Pungyen của Đài Loan đã thông báo sẽ sa thải hơn 1.200 công nhân do gặp khó khăn về đơn hàng và ít đối tác. Đây là lần thứ 3 trong năm 2023, công ty Pungyen, một doanh nghiệp có đông lao động nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành sa thải công nhân sau khi đã cho nghỉ tổng cộng khoảng 8.000 người. Trong lúc Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra các dự báo cho rằng làn sóng sa thải vẫn còn tiếp diễn ở những tháng cuối năm nay do những khó khăn cấp vĩ mô. Nhưng những điều kể trên trái ngược với thông tin từ Nikkei Asia trong bài viết rằng nhà máy mọc lên như nấm, thanh niên miền Bắc Việt Nam không sợ thiếu việc. Theo đó, nếu Trung Quốc bị trừng phạt như Nga hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lũ lượt rời khỏi thị trường hoa lục và ngược lại Việt Nam sẽ nhận được vô số yêu cầu từ giới đầu tư trong lĩnh vực điện tử cao cấp. Công nhân nhà máy Pungyen tại quận Bình Tân bị sa thải do thiếu đơn hàng gia công. Theo tờ báo Nikkei Asia mô tả, phía Bắc phi trường Nội Bài, một rừng cần cẩu hoạt động gần địa điểm tương lai của Amcor, nhà sản xuất chất bán dẫn quan trọng của Mỹ. Mặt tiền một nhà xưởng dọc theo xa lộ chạy lên phía Bắc treo tấm pano khổng lồ. Tuyển 10.000 công nhân, môi trường lao động tốt, nhiều cơ hội thăng tiến.
và một trong những thanh niên tìm việc tại trung tâm tuyển dụng cho biết, tất cả thanh niên các tỉnh nông nghiệp miền Bắc Việt Nam đều đổ xô vào đây, chúng tôi tìm được công việc vừa ý chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Song đáng chú ý, Nikken Asia lưu ý, các nhà máy đều được xây dựng ở miền Bắc Việt Nam và điều đó tạo ra sự bất cân bằng trong bản đồ quy hoạch kinh tế giữa các vùng miền trong nước. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo với bản tin Vì sao kinh tế khó khăn, Việt Nam vẫn là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de